không biết rồi là năm tới là tiền đâu để thả giống là tái vụ lại đây, rất là hợp tác xã rất là thấy khó khăn. Mà như riêng hợp tác xã như bản thân của tôi cũng vậy thôi, chứ giờ không biết là tiền đâu để tái vụ lại. Rồi cũng có hùng vô 20 cổ phần nghêu, năm nay thấy nghêu nó chết trắng tay như vậy, tôi cũng có nằm trong cái dạng nghèo nữa. Trước cái tình hình này, chỗ ủy ban dân xã cũng rất mong là các cái cơ quan chuyên môn cấp trên là mình xác định cái thứ nhất là cái loại khuẩn gây chết hàng loạt trên nghêu này là xuất phát từ đâu, từ nguồn nước hay là một cái loại động vật thủy sản nào khác nó mang lại gây chết cho con nghêu, để mình có cái định hướng là mình xác định là sau này mình sẽ là phục hồi lại cái sản xuất cho hợp tác xã.